Thưa thầy, với cái bình hoa thứ hai thì thầy xin nhắc lại cái ý nghĩa cũng như là cái cách mà thầy thể hiện nó mang cái ý nghĩa như thế nào trong cái lọ hoa thứ hai này, thưa thầy. Dạ thưa, như tôi vừa trình bày một cách khái niệm, chúng ta có cái bình cái dạng nào cũng được, nhưng mà hai trường phái lái xít nó phải phối hợp được cái nét rất là cổ kính thì nó gọi là trường phái lái xít. Cái bình hoa này tôi xin biểu hiện cái một nén hương lòng gửi về quê hương thì nó phối hợp một chút. Quý vị cũng thấy đơn giản, vừa trong cái đơn giản nhưng mà có nét sâu sắc. Cái bình hoa như thế này, theo người Nhật, người Á Đông nói chung là cắm theo thể tam tài. Tam tài là gì? Triết lý tam tài: thiên, nhân, địa. Tức là triết lý tam tài là luôn luôn phối hợp hay thế nào, phối hợp bằng hình thức nào, bằng góc độ nào, nó cũng độ lột tả được cái trời, người và đất. Ba yếu tố tam tài nó thường nhắc đến là nhân thời, địa lợi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa là yếu tố căn bản để tạo lên một xã hội thái bình. Vì thế trong bình hoa nghệ thuật nó cũng mang triết lý, nó cũng chôn giấu tiềm ẩn một cái gì đó rất triết lý, và nó cũng xô lên cái nét đẹp, cái nét công, và nó xô lên cái tỷ lệ. Là quý vị biết là lấy theo tỷ lệ, nếu có giờ thì tôi phân tích tỷ lệ ra thế nào. Tuy nhiên ở đây chỉ nói một cách khái quát, quý vị hiểu là trong một bình hoa nghệ thuật nó được biểu trưng của vũ trụ và nhân sinh. Vũ trụ nhân sinh là nó có thể thu gọn, người ta có thể lột tả vũ trụ trong lòng bàn tay, hoặc là lột tả những nét đẹp của vũ trụ trong một bình hoa như thế này, gọi là cô động hoặc là thu gọn thiên nhiên ở trong một bình hoa. Triết lý nó cũng thuộc về bình hoa. Vậy một lần nữa cống hiến đến quý vị hai bình hoa, một bình hoa mang chủ đề về mẹ. Xin quý vị hãy nhớ thương và hãy yêu thương mẹ của mình bằng mọi thứ tình cảm mà mình đã có. Quý vị nên dùng một nén hương lòng tưởng về quê hương, vì quê hương mình lúc nào cũng đẹp. Xin một lần nữa chúc quý vị có một buổi chiều rất là ý nghĩa, rất là bình an, rất là đẹp. Xin cảm ơn. Xin vị cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh một tràng pháo tay. Và thưa vị, chúng tôi được biết rằng trong cái chương trình cắm hoa ngày hôm nay thì Hòa Thượng sẽ có một cái món quà đặc biệt đến cho những bà mẹ có mặt ngày hôm nay. Đó là một cái lọ hoa, một cái bình hoa mà thầy vừa mới cắm xong. Món quà rất đặc biệt, và chút nữa chúng tôi sẽ xổ số xem bà mẹ nào sẽ may mắn trúng được cái bình hoa do đích thân tận tay Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã cắm để mà dâng cho chúng ta trong cái ngày vui hôm nay. Và thưa vị, nãy giờ thì chúng ta đã thấy các thí sinh, các bà mẹ thi thố tài năng với nhau qua những cái giọng hát rồi. Bây giờ thì chúng tôi muốn gặp gỡ một cặp mẹ con để hỏi xem cái cảm nghĩ của mẹ con khi mà được tham dự trong cái ngày vui hôm nay. Chúng tôi xin mời cặp mẹ con của một thí sinh, đó là chị Thanh Vân cũng như là người mẹ của mình. Xin vị cho một tràng pháo tay. Được biết là chị Thanh Vân vừa mới được định cư tại Mỹ 9 tháng và đoàn tụ với mẹ của mình. Và chị đã gửi đến cho quý vị một bài hát thật là xúc động, nói về tình mẹ. Thì trước hết thì dạ cho con xin chào bác. Dạ chào cô, chào ban giám khảo và chào quý vị có mặt hôm nay. Hồi nãy là con có theo dõi chương trình của chị Thanh Vân hát một cái bài hát về mẹ để mà gửi tặng cho bác. Thì 19 năm xa cách thì ngày hôm nay là một cái ngày đẹp để mà có sự đoàn tụ của gia đình, của nhiều thế hệ. Đặc biệt là chị có mẹ ở bên cạnh. Thì trước hết để mà nói tới những lời yêu thương của mẹ ngày hôm nay trước rất là nhiều người đông đảo quý khán giả có mặt ngày hôm nay, cũng giống như là khắp nơi trên thế giới qua hệ thống truyền hình của Little Saigon TV, thì chị sẽ có lời nào dành cho mẹ của mình? Mời chị Thanh Vân. Mẹ đó là cực khổ như là 43 năm với 7 người con,
trong khi là ba đi học tập. Đến năm 94 thì mới được định cư sang Mỹ. Rồi từ đó là mẹ con là chia cắt nhau. Cho tới ngày hôm nay thì mới được đoàn tụ. 19 năm là một thời gian rất là dài so với 9 tháng chị định cư ở đây. Thì để tỏ một cái lòng, giống như là nếu mà em thương mẹ, em sẽ nói là mẹ ơi con thương nhiều lắm, con hôn mẹ nha. Thì những cái đó là một trong những cái cử chỉ là thực tế nhất. Thì 9 tháng quá gần với 19 năm xa cách, thì bây giờ chị thể hiện một cái tình cảm thật là nồng nàn của mẹ và con với tất cả mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Một lời nói, một cái ôm mẹ hoặc là hôn mẹ mình hay bất cứ cái gì để cho tất cả mọi người đều thấy được là chị yêu mẹ, chị biết chừng nào. Xin wow, chị mời cho tay. Một giây phút rất là cảm động. Dạ. Cảm xúc của bác như thế nào khi mà được đến cùng với con mình trong cái ngày vui hôm nay? Dạ, cảm xúc của tôi là rất là xúc động. Và cảm ơn là Lý Đô Thị Con đã cho tôi được thể hiện cái xúc động của tôi hôm nay. Mà không bao giờ nói được nếu không có cái cuộc thi của ngày lễ mẹ hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn bác và cảm ơn chị Thanh Vân. Thưa quý vị, thấy đó là cặp mẹ con mà chúng tôi gặp gỡ trong ngày hôm nay. Và để có một cái món quà lưu niệm cho chị Thanh Vân có thể đặc biệt cho người mẹ của mình trong ngày vui, thì chúng tôi gửi chị một cái coupon đến từ nhà hàng Việt Phở Restaurant. Và chị có thể là sau chương trình hôm nay, chị có thể mời mẹ của chị cũng như là chị đến để mà thưởng thức những cái món ngon tại đây. Kính thưa quý vị, để thay đổi không khí một tí xíu, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức ba câu vọng cổ của bài Thoại Khanh Châu Tuấn của soạn giả Viễn Châu, nói về lòng hiếu thảo của người con dâu đối với mẹ chồng cũng như sự chung thủy của người vợ đối với chồng, qua sự qua tiếng đàn của nhạc sĩ Huỳnh Châu và tiếng hát ngọt ngào của nghệ sĩ Ái Liên. Xin kính mời quý vị thưởng thức. Cái bài vọng cổ này thì nói lên cái sự hiếu thảo của người con dâu với mẹ chồng và sự lòng chung thủy của một người vợ với chồng. Tuy rằng xa nhau nhưng mà lúc nào cũng thương nhớ nhau, và tuy rằng nghèo khó nhưng mà hai mẹ con vẫn đùm bọc nhau để đi tìm người con trai và tìm người chồng mình trở về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.